Từ trận Tà Mây, Làng Vây đến chiến dịch tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, dòng tăng này đã cùng sát cánh với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam có được những chiến thắng rực rỡ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đố những quý vị ở đây, Việt Nam sở hữu bao nhiêu loại chiến xa có nguồn gốc từ Liên Xô? Trong giai đoạn Mỹ bắt đầu can thiệp quân sự vào Việt Nam, trong hệ trang bị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực tế không có xe tăng hạng nhẹ. Nhưng rồi tình hình đã ít nhiều thay đổi. Với sự giúp đỡ của Liên Xô và Trung Quốc, Việt Nam đã có thể tạo lập đơn vị xe bọc thép. Trong đó có các đơn vị xe tăng lội nước hạng nhẹ PT-76. Cỗ xe chiến đấu có trọng lượng 4,5 tấn, trang bị pháo nòng ránh xoắn 76,2 ly và động cơ diesel 6 xi lanh 240 mã lực với thể tích 19 lít. Được dùng trong quân đội Liên Xô vào năm 1951. PT-76 đi vào sản xuất vào năm 1952 đến năm 1959 với 1.896 xe được sản xuất. Đến năm 1959, thế hệ 2 là PT-76B ra đời và được sản xuất tới năm 1967 với 1.143 xe được sản xuất. Cả hai đều có biên chế 3 người. Hỏa lực chính gồm pháo 76,2 ly, súng máy 7,62 ly. Ngoài ra, có thể thêm súng máy 12,7 ly. Đạn được nạp bằng tay, tốc độ bắn lý thuyết đạt khoảng 15 phát trên phút, còn trong thực tế đạt khoảng 7 phát trên phút. Có nhiều yếu tố làm giảm tốc độ bắn trong thực tế, ví dụ như xe di chuyển khiến đạn đoạn viên đứng không vững hoặc xạ thủ phải mất thời gian ngắm bắn. Giáp trước của PT-76 đủ để chống lại đạn súng máy cỡ 12,7 ly, giáp hông thì đủ để chống lại đạn súng máy 7,62 ly và những mảnh đạn pháo nhỏ. Nhưng với đạn 12,7 ly hoặc các mảnh đạn pháo lớn hơn, thì giáp của PT-76 có thể bị xuyên thủng ở phía hông. Đặc biệt, độ nghiêng lớn của giáp trước khiến cho một số loại đạn súng chống tăng có thể bị trượt văng ra, không phát nổ. Phần lớn những cỗ chiến xa này được đem xuất khẩu và một phần cung cấp cho Việt Nam khi đó đang kháng chiến chống Mỹ. Chiến xa PT-76 Trường Lạc. Lần đầu tiên xuất kích của PT-76 trong chiến tranh tại Việt Nam là khi xe được sử dụng trong chiến dịch tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Khi nỗ lực ngăn chặn đà tiến của đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh có đoạn đi qua lãnh thổ Lào, chính quyền Viên Chăn đương thời đã phái 700 lính đến bảo vệ trạm kiểm soát ở bản Huệ San. Ngày 23 tháng 1 năm 1968, chỉ một tuần lễ trước khi bắt đầu cuộc tấn công Tết Mậu Thân, Trung đoàn Bộ binh số 24 của Quân Giải phóng Việt Nam với sự yểm trợ của đại đội PT-76 thuộc tiểu đoàn bọc thép 198. Trong trận đánh ban đêm, đã lật nhào đồn binh Lào. Số lính Lào còn lại rút chạy về phía đông, đến cứ điểm Làng Vây thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Hai tuần sau, vào đêm 7 tháng 2, tiểu đoàn Quân Giải phóng Việt Nam với sự yểm trợ của 12 chiếc PT-76 đã tấn công cứ điểm Làng Vây, nơi có nhóm lính Lào và biệt đội mũ nồi xanh thiện chiến của Mỹ. Bất kể là tin tình báo đã báo cáo rằng Việt Cộng có xe tăng, đòn tấn công ban đầu của PT-76 vẫn khiến phía Mỹ sốc nặng, không kịp trở tay. Trấn tĩnh lại, họ sử dụng súng M40 không giật 106 ly tìm cách hạ gục 3 xe tăng. Tuy nhiên lớp vỏ 76 ly được bao bọc tốt vẫn trơ trơ không hề lấn gì. Quân Mỹ cố gắng sử dụng súng phóng lựu vác vai M72LAW 66 ly, nhưng lớp giáp lắp nghiêng của cỗ xe lội nước Xô Viết không kích nổ lựu pháo. Đạn Mỹ chỉ sượt theo thân xe và tịt ngọn. Lực lượng Mỹ ra sức vô hiệu hóa chiếc xe tăng thứ tư bằng cách bắn vào đuôi xe. 8 chiếc xe tăng PT-76 hùng dũng xông lên, dễ dàng đè bẹp hàng rào chống bộ binh, dọn đường cho chủ lực. Những gắng gỏi hiếm hoi của quân Mỹ, Lào để phản công đều bị chặn đứng, còn tiếp viện hứa hẹn từ căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở Khe Xanh thì không bao giờ đến, bởi đơn giản là chính căn cứ này cũng đã bị bảo vệ chặn. Trận đấu tăng đầu tiên. Trong những ngày tiếp theo, Quân Giải phóng Việt Nam sử dụng PT-76 để chiến đấu hiệu quả với bộ binh và hệ thống công sự của địch. Nhưng các chiến sĩ tăng của ta đã vấp phải hệ thống kiên cố của Mỹ, có xe tăng hạng trung M48 Patton bảo vệ. Và đó là đối thủ khá sấm sét đáng gờm. Pháo 90 ly và cả súng phóng lựu hạng nặng của xe tăng Mỹ có thể dễ dàng hạ gục PT-76 hạng nhẹ. Còn thêm nữa là những chiếc M48 được bọc thép khá dày. Trong một thời gian dài,
các bên tránh đụng độ. Nhưng một lần, phi công lái máy bay trinh sát Mỹ bắt gặp chiếc PT-76 đơn độc liên chuyển tọa độ cho tổ lái xe tăng của mình. Do yếu tố địa hình, tăng Mỹ không thể bắn trực tiếp. Khi đó, kíp lái tăng Mỹ quyết định diệt PT-76 bằng cách bắn pháo ngỏng ở góc độ cao nhất của nòng. Đến phát bắn thứ 3, quả đạn phân mảnh có sức nổ lớn đã bắn trúng PT-76. Cuộc đấu tăng tiếp theo diễn ra vào năm 1969. Trung đoàn 66 của quân giải phóng Việt Nam với sự hỗ trợ của PT-76 đã tấn công cứ điểm kiên cố của Mỹ với trận địa pháo tự hành 175mm M107, có sự bảo vệ của 3 xe tăng M48 và pháo M42 Duster 40mm tự hành. Đáng tiếc là yếu tố bất ngờ không phát huy tác dụng. Một chiếc PT-76 đụng trúng mìn và lửa sáng từ vụ nổ làm quân ta bị lộ. Một chiếc tăng bị phá hủy, nhưng kíp lái tăng khác của quân giải phóng đã tìm cách tiêu diệt cỗ xe tăng chỉ huy M48. Quân Mỹ gọi máy bay tiếp viện đến dội bom và lực lượng Việt Nam buộc phải rút lui. Năm 1972, quân giải phóng của Việt Nam một lần nữa sử dụng PT-76. Nhưng tiếc thay, xe tăng rơi vào vòng hỏa lực từ trực thăng tấn công UH-1B với GM-71 Thao ATGM. Sau tổn thất 5 chiếc xe, Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng nhận ra rằng sử dụng xe bọc thép hạng nhẹ mà không có sự tương tác với xe tăng chiến đấu chủ lực T-54-55 có khả năng phá vỡ M48 là không ổn và quá nhiều mạo hiểm. Điều này đã được tính đến 3 năm sau trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong chiến tranh Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa PT-76 vào chiến đấu và thu được thành công rực rỡ nhất trong trận làng vây. Khi mà có xe PT-76 yểm trợ, lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ mất hơn 4 giờ đồng hồ để đá đít liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi làng vây. Và nó đã tham gia chiến đấu hợp đồng binh chủng cùng các loại xe tăng hạng trung T-54-55. Xe tăng PT-76 nổi tiếng nhất là xe số hiệu 555, biệt danh Mãnh Hổ đường số 9 bởi những chiến tích của nó. Đặc biệt là hai lần đơn độc tung hoành trong cứ điểm địch. Lần đầu tiên là trong trận Tà Mây, tháng 1 năm 1948. Trưởng xe Lê Xuân Tấu đã ra lệnh cho xe đi đầu xông vào căn cứ địch, vừa dùng pháo và súng máy diệt địch, vừa dùng xích sắt nghiến nát các cộng sự. Lần thứ hai là ở điểm cao 543 trong chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971. Xe 555 có chính trị viên tiểu đoàn Lê Cối cùng đi dẫn đầu đội hình trung đội 1 tiến lên cao điểm 543. Vừa bắn, vừa yểm trợ bộ binh xông thẳng vào trận địa pháo và khu trung tâm thông tin, bắt sống toàn bộ ban tham mưu lữ đoàn dù 3 của địch. Trong đó, đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng. Xe tăng 555 được đưa về Hà Nội tham gia triển lãm về chiến thắng đường 9 Nam Lào và nay được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Quân đội Việt Nam cần thay thế PT-76. Địa hình của đất nước Việt Nam có thể coi là lý tưởng cho mẫu xe tăng lội nước mà người Mỹ đặt cho biệt danh chính thức là xe tăng ma, Ghost Tank. Nhưng đồng thời, thực tế chiến sự đã bộc lộ hàng loạt nhược điểm nghiêm trọng của cỗ xe. PT-76 được thiết kế chủ yếu để hỗ trợ bộ binh tại những nơi có địa hình lầy lội, nhiều sông ngòi đầm lầy. Do đó, nó có ưu điểm lội nước tốt, nhưng bù lại chỉ có vỏ giáp mỏng để duy trì khả năng bơi lội. Do đó, súng máy hạng nặng, thậm chí là cả súng trường chống tăng cũng có thể xuyên thủng. Do thiết kế chủ yếu để hỗ trợ bộ binh diệt công sự, hỏa điểm và thiết giáp nhẹ thay vì đầu tăng, tương tự như xe thiết giáp chỉ đấu ngày nay, nên hỏa lực xe yếu, không có pháo thủ chuyên biệt mà phải kiêm nhiệm. Cho đến nay, PT-76 vẫn đang phục vụ trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xe tăng lội nước là cần thiết vì đòi hỏi từ điều kiện tự nhiên của kịch bản hoạt động chiến sự tiềm năng. Vì thế, vào năm 2017, PT-76 đã được hiện đại hóa bằng cách lắp đặt máy đo khoảng cách laser phía trên nòng súng. Về mặt lý thuyết, có thể bọc thêm áo giáp thép cho PT-76, thậm chí cả hệ thống bảo vệ năng động. Nhưng khi đó, chiếc xe tăng với trọng lượng nặng hơn có thể mất đi át chủ bài ưu việt chính là khả năng lội nước. Khoảng vài năm về trước, trên phương tiện truyền thông quân sự Việt Nam đề xuất ý tưởng tái trang bị cho đội PT-76 các mô-đun chiến đấu mới nhất của Nga AU-220 Baikan với súng tự động 57mm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại LMS. Về mặt kỹ thuật, sự thay thế này là có thể, nhưng chỉ kéo dài thêm được một chút cho tuổi thọ của PT-76 vốn đã lỗi thời cả về động cơ và khung gầm. Thưa quý vị, để thay thế PT-76 trong hàng ngũ phục vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì theo quý vị, đâu là ứng cử viên hàng đầu? Hãy chia sẻ nhận định của quý vị về vấn đề này nhé!
Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chương trình biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Kiến thức Quân sự. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.